我看一下。À, chưa kẹp chưa sấy cái đậu phòng lên thì em cũng phần sau cái nào dư thì sẽ bấm đi. Em lắc cái tóc như vậy là gọi là cái em sẽ nhìn thấy cái mối liên kết của cái tóc ấy ha. Anh nói là như vậy là em nhìn thấy. Ăn sáng không đủ phải chơi đèn led. Giờ tròn này đấy, giờ máy giờ ổn hơn này, giờ nhìn giống tay rồi chứ giờ có. Trong nhà bếp vẫn đẹp nhưng đâu cần phải ra đường. Ăn sáng không đủ phải chơi đèn led. Giờ tròn này đấy, giờ máy giờ ổn hơn này, giờ nhìn giống tay rồi chứ giờ có. Trong nhà bếp vẫn đẹp nhưng đâu cần phải ra đường.
kiếm thêm người vậy. Ông ở Việt Nam có học trò nó quay phim cho họ thì mình nó sẽ tiếp phục hơn, dễ hơn. Ai là mình vốt cái tắt lên nha, ngửa lên, ngửa đau lên, vốt được rồi đó, vốt bình thường thấy nó bồng bềnh hơn. Giờ đây cha vào bồng rồi, ok rồi. Kiểu như nó kiểu lắc cắt không phải đâu, kiểu nó cá tính. Tóc hơi bị dơ cho nên là cũng là nó dơ đâu. Kéo chẳng lấy rồi giống lại đi khổ đi lấy. Lại đi, lại đi. Đó, 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 đi. Ok rồi, ok rồi. 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 Ok mắt nhìn đời đó dễ đi. Tối nay cứ con cứ vợ nha, đi làm đúng chứ mấy người này khi đi làm đúng gớm lắm, gớm lắm, nó đang bị bệnh nó thấy đi gớm lắm, cắt cuộc sống hả mấy người nói đó, quay lên ra tưởng nó bị khùng. Yêu em làm anh mất tập trung, anh quay không được. Ừ, anh vừa nghe nó hai đứa bay với nhau cái mặt cười là khó khó quá rồi kìa. Thôi đi đưa lên phải cho người ta làm cho đẹp nữa, để xấu quá đâu xấu mà đẹp sửa sàng là ra đúng mình vô đàn đúng cái thôi, để đem lên cho